Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022 với thông điệp kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Ninh Bình đã kêu gọi vận động thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Đây là một trong những chiến dịch lớn hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng, công ty đã triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất theo hình thức trực tuyến, thông qua kênh phát thanh truyền hình, băng rôn khẩu hiệu và các hình ảnh, video clip trên mạng xã hội, tuyên truyền tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các điểm giao dịch khách hàng. Hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 26 tháng 3. Công ty gửi lời kêu gọi đến quý khách hàng sử dụng điện cùng tham gia tắt đèn chiếu sáng và thiết bị không cần thiết. Dự kiến trong 1 giờ, toàn tỉnh sẽ tiết kiệm 55.000 kWh. Công ty mong nhận được sự tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, phối hợp của các tổ chức, cơ quan và đông đảo nhân dân trong tỉnh nhằm góp phần tiết kiệm năng lượng cho quốc gia và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.